Âm Thanh Thành xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh này được đón anh An. Anh đến từ Lương Tài, thành phố Bắc Ninh. Anh có về cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thẩm âm và sắm cho mình cặp loa Watford 110. Đôi ta một chiếc Omni Mazang 84D. Đây là sản phẩm của anh, hai sản phẩm, một cặp loa và một chiếc đồng Mazang. Mộng lòng trên theo dừng nồng pháo thôi. Thôi hết rồi. Còn rất đẹp nhé, đẹp từ vùng Bách. Xa nhau muôn đời. Có chất âm rất ngọt. Hôm nay dám nát hồn tôi. Hóa của cặp loa là Watford 110 và chiếc Omni Mazang 84D. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thích bộ sản phẩm nào bên cửa hàng cung cấp thì hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất. Bên cửa hàng thì đang được đón anh An. Anh đến từ Lương Tài, Bắc Ninh, có về cửa hàng thẩm âm sắm cho mình cặp loa Watford 110 và chiếc Omni Mazang 84D. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo với quý vị và các bạn hai sản phẩm này đã có chủ theo anh An về thành phố Bắc Ninh. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.